Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Nếu như bạn đang tìm cho mình một chiếc keyboard siêu tốt nhưng mức giá vô cùng hấp dẫn, hoặc đơn giản là tìm một cái organ đầu tiên cho việc học nhạc, thì tập kỳ này bạn không thể bỏ lỡ. Hôm nay team sẽ chuẩn bị cây SV800 để phục vụ khách hàng ở Bình Dương. Đây là kho để hàng sẵn sàng cho những chuyến đi trong ngày của team Minh Phụng. Như trong video, bạn nhân viên đang lấy cây đàn organ SV800 mang ra phía bên ngoài để chuẩn bị sẵn sàng cho những công đoạn tiếp theo như cài sampler, đóng gói, lấy quà tặng và phía bảo hành, để mọi người hiểu rõ hơn về những tính năng hiện đại khiến giới nhạc công say mê cái organ này. Cùng tìm hiểu với mình nhé. SV800 trang bị 61 phím đàn, có 3 mức độ phản hồi lực nhấn, màn hình LCD 7 inch, dễ dàng thao tác, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng hiển thị trên màn hình cảm ứng, đặc biệt là band 4 chiều để khách hàng có thể luyến lấy bản nhạc dân tộc hoặc những bản nhạc Hoa. Âm thanh trên đàn tích hợp đa dạng với 1192 âm thanh nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, trống và các nhạc cụ dân gian, 320 điệu nhạc được cài sẵn, 500 bài hát và 39 loại hợp âm. Đàn nhiều chức năng kết nối như chức năng audio để xuất âm thanh dạng MP3, WAV vào USB, và nhiều chức năng phải có trên những cây organ cao cấp như Chainspo tăng giảm tông, metronome dùng để đếm nhịp, flip mode để chia bàn phím và recording ghi âm, chỉnh tempo và chế độ tự động tắt khi không sử dụng. Đàn có hai bộ loa kép công suất 15W và 25W, kết nối micro USB MIDI sẽ giúp bạn kết nối với máy tính và các loại nhạc cụ khác ngay trên đàn. Kết nối pedal giúp bạn có thể kết nối với pedal piano để tạo ra những bản nhạc chất lượng sống động nhất. Đàn đang được cài sẵn bộ sampler miễn phí do chính Minh Phụng Music cung cấp. Cài sampler đang được tiến hành. Điều đặc biệt nhất là trên SV800 sử dụng được cả sampler Yamaha, và đây cũng là lúc các bạn đón chờ nhất. Quà tặng khi mua SV800 tại Minh Phụng Music chính là một bao đàn hợp cao cấp cùng với bộ sampler miễn phí đã được cài đặt sẵn vào đàn. Mọi người cùng chiêm ngưỡng những dòng sản phẩm hiện đại đang được kinh doanh tại showroom với mình nhé. Đa dạng các loại organ đến từ thương hiệu Kodman với nhiều mức giá hấp dẫn. Phía bên này là các cây piano cơ đến từ Yamaha, Kawai và dải guitar acoustic Takahama. Còn đây chính là những cây guitar điện Tokai Fender. Vì thế các bạn còn ngại gì mà không nhanh chóng đến và lựa chọn ngay một nhạc cụ ý thích thôi nào. Vậy là quá trình cài sampler đã hoàn tất. Cùng tiến hành quấn ni lông cẩn thận trước khi lên đường giao đến Bình Dương cho khách hàng thôi. Tiếp theo đó là team sẽ tiến hành chuẩn bị giấy bảo hành cho cây đàn này. Khi mua SV800 các bạn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn như bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Giờ là mình sẽ mang đàn ra xe để shipper cố định sản phẩm thật chắc chắn để lên đường giao đàn về Dĩ An. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng với Minh Phụng Music và trao niềm tin cho SV800 trên con đường âm nhạc của mình. Sở hữu những vượt trội về công nghệ mới nhất từ nhà Kodman cũng như giá tiền dễ tiếp cận thì SV800 là cây organ mà mọi người nên có trong ngôi nhà của chính bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập mới sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.